mới trùn. Móc đuôi luôn. Cá móc đuôi rồi mời. Cá ăn đuôi. Còn cá tôi giật lửa mà giữ chiếc mà giật cái đuôi. Cá bòi mà nó trúng đuôi thế nào. Nó đi đúng bay đó. Cầu đông ghê. Thân giãn mà nó vậy. Ăn rồi, cá. Cá đều 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 rồi, còn con nào to. Nhỏ nhỏ đều đều rồi. Cá to. Cá này mới cỡ khoảng vài tháng nữa mới lớn. Nó phải cỡ còn con cá nó ra nữa. Giật cho mất. Chỗ đó đang cá ở đó nên nó nằm ở đó nhiều. Liên tục. Cậu chưa tí tới tôi. Nó cái máy phòng nó chăn nó chiên. Đây. Chưa tới chiều chắc phải cỡ mấy ký. Nhiều là tối về làm từ chứ làm gì. Về phải làm bánh chứ nữa chứ. Làm khổ lắm. Phải làm chứ bả đâu làm không? Ờ. Chẳng có ai làm. Ai rồi bữa đi. Ờ. Sao? Ờ. Mình không ai anh phải làm ấy làm chứ ai làm nào thúi ta việc. Cũng làm đi câu về khổ vậy nhắn mình câu cá gì làm bao giờ vợ tôi làm mà tôi câu cá gì bao giờ tôi câu hai bữa là chết cũng phải cái tu lạnh làm có thể được phơi gói đi Sài Gòn ra ngoài gỡ vợ chồng ấy như vậy đấy ở nhà chưa làm chiều nó đếm cá biển nó gỡ đi Sài Gòn rồi đấy à chụp câu anh cá biển tôi câu biển mà anh cá đồng tôi câu cá đồng. Mình đây nó đóng mà chắc cũng có khoảng 7-8 ký dư gà nữa. Không làm là để thú. Đóng câu nhiều mà để mới đóng đi gửi luôn này chú. Ờ, vô. Gửi vô Sài Gòn luôn rồi. Bốn đứa hồi xưa là bốn đứa đại học mà chú gửi đi nhanh hết. Mấy cá đi cầu gửi. Đúng rồi, trong rồi đói mà. Bây giờ nó gia đình nó có gia thất hết rồi. Dạ. Yeah. Ồ, câu đúng là chú bén cá chứ. Đâu phải ai câu được nhiều vậy đó. À, sát cá đó, bến á. Ồ giờ mọc hai cây.
mắc thì hai con. Ăn thì hai con luôn. Con to. To như. Con bị quá cầu. Chụp liên tục. Liên tục cứ khoảng bình quân là 3 phút một con. Mẹ ông đâu kia câu ngõ có cho. Hả? Mẹ ông đâu kia câu cá gì mà vặt xa như. Có cái quay. Có gì đó cho cá gì? À mà đưa ra xa ngoài kia luôn đó. Cá câu cá lớn mà không sợ không có cá lớn. À. Ôi mọc. Mọc ngang ruột luôn. Ô. Chủ nó giật đà rung rung rung. Nó mạnh chứ. À nếu mà có nó khoảng bằng cái tầng tay thôi chứ. Ô, cá đẹp này. À con cá đẹp. Ồ con này để nuôi ngon á. Cá mè có cái hồ nó thái vô là đẹp. Lại bỏ đâu cho nó đẹp này, chủ cá đẹp này này, nó sống rô phi lượng dám ghét này, cá đẹp kia màu tím tím đỏ, con nó về nuôi đẹp lắm, dễ sống không. Đây này, đây này. Nó nhìn đèn đen lên đó đó. Cái đuôi nó đỏ. Cái gai nó tím. Ôi dồi con mành. Dính gì hả? Ôi ổ, lũ chùm cũng mới ngọt gọn. Mình cũng mất. Đạt mấy lũ chùm sợ móc mà. Ồ. Đó quá. Cá giờ hết ra to rồi, thấy giờ nó mát còn chạy trước rồi. Cá này là về khỏi lớp thịt chiên luôn, chiên giòn luôn. Làm nó mệt mà. Ra đi hết rồi. Còn cái đồ con không ơi. Phi. Ồ, nhìn thấy không? Thằng này bình mắt không? Ờ, thấy đan luôn này, thấy đan nó giật theo. Đâu nó thấy ở dưới đó nó giật cái gì? Đi đuôi đâu mới chạy vậy? Ăn mọc cùng, mọc đuôi luôn. Cả nhiều quá mà. Đi thì... con nói đâu còn anh nhau phải con ra gõ rồi mà giật nó quay cái đuôi lại nó dính. Nước chảy ra tới mát ăn đồ ăn. Câu cá bờ hồ. Câu cá không mồi. Sao lưỡi ngọc mà bóng. Oh.
ổ này còn Cà Mau này nữa. Chỗ đó là cái ổ đó. Hồng Hồ đen. Ổ, ổ. Con này to. Nuôi bắt nuôi. Bắt nuôi bắt nuôi. Bắt nuôi. Quả đẹp này. Con này đẹp con nãy nữa. Nó đang bắt được nha. Con này đỏ hết cả người. Ôi lại cá mèo á. Cá đá. Đồ màu đen đó đẹp quá. Đây trẻ nuôi. Trời. Đang lương tay với mày á. Lắm đâu. Ôi rồi ăn rồi. Đi kê này. Sợ nó ra nó tất. Sợ nó nhà đá chứ. Nó không nhà được đâu. Cái vậy? Lắm lắm. Chủ nó ăn nó sang quá sang lại ghê thật. Không đỡ. Cái cái câu chuyện nhưng mà cậu nghe từ qua đây nghe.